Thưa quý vị, liên quan tới vụ cháy ở phố Trung Kính, 6 người bị thương sau đó đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Thông tin mới nhất vào chiều ngày 25 tháng 5, 3 trường hợp điều trị tại bệnh viện giao thông vận tải được ra viện. 3 người khác đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi thông tin cập nhật sau đây. Cụ thể, Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, sáng 25 tháng 5, bệnh viện đã khám hội trần, đánh giá 3 bệnh nhân ổn định sức khỏe, Ba người gồm mẹ và hai con được ra viện trong chiều cùng ngày. Về tình hình sức khỏe của ba bệnh nhân nặng được chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện Bạch Mai từ chiều 24 tháng 5. Bệnh nhân 84 tuổi là chủ của dãy nhà cho thuê và ở cùng với người thuê trọ đang điều trị tại trung tâm hồi sức tích cực. Bà vào viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, đặt ống nội khí quản, thở máy. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi sát sao. Hai bệnh nhân còn lại đang điều trị tại trung tâm chống độc là một cặp vợ chồng, hiện đang thở oxy, tỉnh táo, có thể giao tiếp với nhân viên y tế. Sau một ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng viêm phổi đã cải thiện, hết toàn chuyển hóa, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục theo dõi. Ngoài các thuốc giải độc, chiều 25 tháng 5, bệnh nhân sẽ được chỉ định điều trị oxy cao áp để dự phòng biến chứng về tâm thần và thần kinh muộn.